Tổng quan tử vi tuổi Tỵ năm 2021 Tân Sửu. Tuổi Tỵ năm 2021 được các tinh vây quanh, tuy nhiên để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám. Ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong năm mới Tân Sửu 2021, Thái Tuế Sửu Thổ và Tỵ Hỏa hợp thành quan hệ bán hợp kim cục, giúp tăng tài tiến lộc. Trong năm 2021 này, con giáp Tỵ sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng thuận lợi. Trong năm nay, mệnh chủ cần mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2021 để đón được những cát lành may mắn, cũng như hóa giải những hung họa do Thái Tuế gây ra. Đường tài lộc vượng sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày thì bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ, thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc thì căng thẳng, nhiều áp lực về cả thể chất và tinh thần. Những mệnh chủ tuổi Tỵ vào năm nay thì vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 4, 5, 6, 11 và 12 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Sự xuất hiện của đức quý nhân trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can tân kim sinh vượng là thiên tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Tỵ trong năm này được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên tài vận tương đối hanh thông. Mệnh chủ chú ý nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Tỵ đều được người khác giới ái mộ, yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt tốt cơ hội này. Xét từ góc độ ngũ hành thì tuổi Tỵ thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành hòa, sẽ giúp cho bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rắn cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điểm báo xung sát, cần lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án cũng dễ phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt, con giáp này có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay là vật sắc nhọn gây ra. Theo dõi tử vi sự nghiệp của tuổi Tỵ vào năm Tân Sửu 2021 là năm cuối cùng trong vận hạn tam tai của mệnh chủ. Vậy nên, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh mình. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp, nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Trong năm Thái Tuế là Sửu Thổ, nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi rừng thiêng nước độc, du lịch, ở các khu đồi núi cao, sát khí nhiều mà dương khí cạn, để không gặp phải chuyện chẳng lành. Để tốt nhất trong năm nay, đối với những mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ cần chú ý sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Tỵ năm Tân Sửu 2021. Năm Tân Sửu 2021, tân kim lộ xuất thiên tài, Sửu Thổ tọa thực thần, lại thêm cục diện Tỵ Sửu bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi Tỵ cực kỳ lý tưởng.
Những người sinh năm Tỵ về vận thế thì tổng thể năm nay rất khá, tài vận thì có Thái Tuế Tinh hỗ trợ là tài tinh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải, đặc biệt là trong các tháng 4, 5, 6, 11 và 12 âm lịch là những tháng vượng địa của bộ tam hợp này. Nếu gặp được những cơ hội thì nên mạnh mẽ tiến lên, nếu hợp tác với các tuổi Sửu, Dậu thực hiện trong những tháng này sẽ đắc tài, đắc lộc, mã đáo, thành công. Trong năm thì con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh, năng lực của bản thân để đổi lấy tiền bạc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này tuổi Tỵ có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán, dễ thu lợi về tay, nhất là với những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay là tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Nếu điều kiện cho phép, bạn cũng có thể thử sức trong việc hợp tác kinh doanh với người khác. Sự bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp cho con đường thành công gần hơn. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải nhớ rằng năm 2021 là một năm mà tuổi Tỵ phải tự lực tự cường chứ không thể trông chờ vào người khác. Sắp xếp, lên kế hoạch cho công việc, tự đốc thúc, động viên bản thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định. Tốt nhất, mệnh chủ hãy mang theo trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho chính bản thân mình. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Tỵ trong năm Tân Sửu 2021. Xem tử vi năm 2021 của tuổi Tỵ về phương diện sự nghiệp thì con giáp này có Tân Kim lộ xuất thiên tài, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Dù bạn có làm ở vị trí nào thì cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên thì mặt trái của vấn đề này là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành hỏa thổ sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về bất động sản, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm. Bước sang năm 2021, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến chuyển tích cực. Thoát khỏi vòng vây của Thái Tuế năm 2020, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Con giáp này có cát tinh mang tới cát khí, những kế hoạch ấp ủ đã lâu sẽ dễ dàng mang tới thành công. Bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để tránh những tình huống bất ngờ phát sinh. Ngoài ra thì tuổi rắn đừng quá chủ quan khi thấy mọi chuyện suôn sẻ dễ chịu. Trong năm vẫn có điểm báo xung sát, họa thị phi vây quanh, nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức rắc rối nghiêm trọng hơn, còn có thể dính dáng tới pháp luật nữa. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải vận thế của năm 2020 và tăng cường tài lộc, may mắn, sức khỏe cho mình. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an. Ngoài ra, vòng tam hợp còn được thiết hợp với 3 viên đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lộc tài vượng tiến. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Tỵ trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Kỷ Hợi, dương lịch tính từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, tức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 âm lịch,
Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ tuổi Tỵ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những tháng này thì có thể gây ảnh hưởng đến cả những kết quả kinh doanh của ngày sau. Nhìn chung thì những gia chủ tuổi Tỵ không nên tiến hành những công việc trọng đại vào thời gian này là tốt nhất. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Tỵ vào năm Tân Sửu 2021. Vận mệnh tình duyên của tuổi Tỵ năm 2021 đối với nam mệnh thì tuy đào hoa không nhiều nhưng do tam hợp thái tuế, tài vượng sinh quan cho nên mệnh chủ tuổi Tỵ dễ thu hút được sự yêu mến của người khác giới. Vận đào hoa rất tốt, bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Những bạn đơn thân thì nên nắm bắt cơ hội tốt này. Nam tuổi Tỵ thông minh tài giỏi, có phần thực tế nên bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Song cần phải nhớ chủ động hơn đến chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh tuổi Tỵ thì không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi thì vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2021 nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người khác hơn nữa, để tìm được người phù hợp với mình. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình trang sức cho mệnh Tỵ, Dậu, Sửu để kích hoạt đường tình duyên cho mình, giúp cho chuyện tình cảm được thuận lợi khăng khít hơn nữa. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tỵ vào năm Tân Sửu 2021. Vận trình sức khỏe của tuổi Tỵ thì khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám, nên khó tránh được những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên thì tuổi Tỵ nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay là nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Bản mệnh nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh các thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách khắc phục. Tuổi Rắn thì nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời để tránh khả năng tương thích cho mình. Nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc các bệnh dạ dày hay là đại tràng. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên hạn chế những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia. Ngoài ra thì cũng sẽ có thể bị cảm cúm hay là mệt mỏi do thời tiết, nên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường đề sáng. Để tăng cường về mặt sức khỏe cho mình, quý anh chị hãy mang theo bên mình trang sức hộ thân vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vào năm Tân Sửu 2021, những mệnh chủ tuổi Tỵ vì có thái tuế Sửu Thổ là tam hợp quý nhân với năm nên được tương sinh với thái tuế trợ sức cho vận thế. Nhưng về mặt sức khỏe thì bị thái tuế tiết thân, lại không có cát tinh chiếu liên quan đến tử tức cho nên vận con cái thì bình thường. Nếu có kế hoạch sinh em bé trong năm nay thì cần phải biết giữ sức khỏe, chuẩn bị tích cực cho vấn đề mang bầu. Bạn cần phải sử dụng vật phẩm may mắn Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được quý thần tương trợ giúp bình ổn và suôn sẻ. Cát hung vận hạn của từng tuổi trong năm nay 2021 Tân Sửu. Đối với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 Bạch Lạp Kim, trong năm Tân Sửu này thì tuổi Tân Tỵ sẽ có được khá nhiều thành công trên con đường học hành. Bản mệnh giành được thành tích không tồi, có tính cách vui vẻ, yêu đời nên được thầy yêu bạn mến. Áp lực từ gia đình và nhà trường không quá lớn, cuộc sống khá là nhẹ nhàng nhưng cần sắp xếp mọi việc cho hợp lý. Nên cần phải tập trung học hành cho tốt, tạo cảm giác vững vàng cho sự nghiệp sau này. Với những bạn đã đi làm thì nên giữ cho mình tinh thần cầu tiến, chăm chỉ chịu khó để có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của mình với mọi người. Có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Tránh xảy ra tranh chấp xung đột với mọi người. Đừng chấp nhặt gay gắt thái quá, vạn sự dĩ hòa vi quý, nhún nhường là hơn.
năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh, mệnh chủ được sinh phù nên kim khí quá mạnh, sẽ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Nam mệnh 21 tuổi, sao Thủy Diệu chiếu mệnh, hành niên trực thủy tinh, tài hỷ chủ trọng hưng. Vì thế năm nay có tương đối nhiều chuyện mừng, phát triển ở nơi xa tốt cho vấn đề về tài vận. Nữ mệnh 21 tuổi gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, dễ gặp những tai nạn mất máu. Năm nay có sự hòa hợp trong hôn nhân, mọi người trong gia đình được bình an. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Tử vi năm 2021 tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, Đại Lâm Mộc. Trong chuyện tình cảm thì Tỷ Tỵ, nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong hoàn cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên mệnh chủ cần chú ý tới các bệnh liên quan về gan, mật, xương cốt nhiều hơn. Vận trình năm 2021 của tuổi Kỷ Tỵ khá là lý tưởng. Con giáp này được công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, lương bổng cũng cao hơn. Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, song cần phải phân biệt chú ý rõ ràng người tốt kẻ xấu. Cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Xin được nhắc nhở mệnh chủ là trong năm nay, cách đối phó với kẻ tiểu nhân hiệu quả tức thì hãy luôn mang theo bên mình Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp bạn tăng cường quý nhân, nhân duyên, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho mệnh chủ. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên học cách kiểm soát cảm xúc cho tốt, dù gặp chuyện gì cần phải bình tĩnh. Chuyện quan trọng thì nên bàn bạc cùng mọi người, chứ đừng tự ý quyết định. Chớ nóng vội, cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ, đừng bốc đồng sốc nổi mà hỏng việc. Nam mệnh 33 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, sẽ có tương đối nhiều đột phá thích hợp đi xa để cầu tài, cần chú ý đến an toàn giao thông và sức khỏe của vật nuôi trong gia đình. Nữ mệnh 33 tuổi gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này bất lợi cho nữ, dễ gặp những tai họa bất ngờ ngoài ý muốn, cần phải hết sức đề phòng. Vì là năm kiếm tiền cực vượng nên mệnh chủ tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội ngàn vàng này nhé. Năm 2021 tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, xa Trung Thổ. Tân Sửu nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Thổ tương hợp, khiến cho thổ khí quá vượng, vậy nên những gia chủ tuổi Thìn dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là các bệnh liên quan tới mũi. Tuổi Tỵ sinh năm 1977 sẽ có nửa đầu năm 2021 vận trình khá là tốt, có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Gia chủ cần phải chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng giữ thái độ hòa nhã khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hoàn hảo. Người làm ăn kinh doanh thì nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội, bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Trong năm thì nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp cho bạn gặp tăng cường được nhân duyên, kích được vận quý nhân tương trợ. Nam mệnh 45 tuổi sao Mộc Đức chiếu mệnh cần chú ý những bệnh về mắt. Nữ mệnh 45 tuổi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, một mặt chú ý khẩu thiệt thị phi, mặt khác thì cần chú ý những nạn liên quan đến thủy, hết sức tránh những hoạt động trên sông nước. Tử vi của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Phú Đăng Hỏa. Năm Tân Sửu này nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Hỏa Thổ tương sinh, tiết mất khí của bản mệnh. Vậy nên vào năm này, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều các bệnh liên quan tới tim mạch và các bệnh về mắt. Tuổi Tỵ sinh năm 1965, trong năm 2021, vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm thì sự nghiệp thuận lợi.
có đà thăng tiến, nên chú ý nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này cần phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên thì nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân. Khoảng cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có ý định đầu tư cần phải thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất đi là phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần phải dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau, những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ, những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong năm vận trình biến động khá lớn, không nên đầu tư lâu dài, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra thì hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 57 tuổi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ có tương đối nhiều việc hỷ xảy ra, trong nhà có khả năng thêm thành viên mới, đi xa có lợi cho vấn đề tài lộc. Nữ mệnh 57 tuổi gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, cẩn thận gặp nạn mất máu, nhưng về tổng thể thì không có vấn đề gì lớn. Năm 2021, tử vi của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, trường Lưu Thủy. Năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thủy Thổ tương khắc, mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận. Người tuổi Quý Tỵ trong năm 2021 này vận trình không có gì đáng lo, các mối quan hệ xã hội thì không được như ý, dễ vướng phải thị phi. Hãy nói ít, làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế thì nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình, rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu rảnh thì hãy tham gia các hoạt động đồng lứa với bạn bè, năng tập luyện thể dục thể thao để giúp cho tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Tránh xa những kẻ tiểu nhân, kẻo bị chúng lợi dụng lừa gạt. Một mặt năm nay cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác thì nếu như phải xử lý công việc, có thể tiếp thu ý kiến từ người nhà hoặc là người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu luôn mang bên mình để hóa giải. Nam mệnh 69 tuổi gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, hành niên trực Vân Hán, thủ cựu đắc an thân. Năm nay dễ xảy ra chuyện người trong nhà gặp việc bất an, vật nuôi trong nhà thì dễ có vấn đề. Nữ mệnh 69 tuổi năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp nhiều chuyện phiền lòng, cần phải chú ý gặp nạn mất máu.